Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38. Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hành sách Những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong kháng chiến chống Pháp. Nhãn Việt Gáp ở Khoái Châu hướng tới thị trường xuất khẩu. Em Đàm Thị Trà Dương, học sinh trường Trung học cơ sở xã Cương Chính vượt khó học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và lãnh đạo các ban đảng trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội tỉnh ta vẫn đạt nhiều kết quả. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,83%, đưa Hưng Yên trở thành một trong 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, thu ngân sách đạt trên 6.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 5.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 6.700 tỷ đồng, tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Đã chuyển đổi thêm được 500 hectare cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu cùng thảo luận như công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư, xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi và một số lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Để từ đó, các sở ngành địa phương cùng suy nghĩ thảo luận, nhìn thẳng vào những mặt hạn chế nhằm tìm ra hướng lãnh đạo chỉ đạo điều hành hiệu quả trong 6 tháng cuối năm. Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt sáng tạo và linh hoạt, sẽ thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân để Hưng Yên đạt được những kết quả ấn tượng qua 6 tháng đầu năm 2020. Điều này thể hiện sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp các ngành các địa phương và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu các ngành các địa phương không tự thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa với phương châm khó khăn một phải cố gắng bằng hai. Trên cơ sở quy hoạch phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế vùng bãi, từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể để đưa ra các mục tiêu phát triển, tạo động lực cho những nhiệm kỳ sau. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu. Các cấp các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đã nêu trong nghị quyết số 16 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhất là tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêu tại thông báo số 188 ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ngày 24 tháng 4 năm 2020, tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và sát thực tế tình hình của tỉnh, tạo điều kiện và tranh thủ tối đa để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội. Đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, rà soát và tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các chương trình
đề án về lĩnh vực nông nghiệp để đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại tổng hợp và an toàn, xây dựng thương hiệu hàng hóa, phát triển hệ thống cung ứng kết nối hiệu quả với thị trường vùng thủ đô. Trước mắt, trong những tháng tới, tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhãn và một số sản phẩm cây con khác. Tiếp tục rà soát, xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất canh tác, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hành lang lưới điện cao áp, không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Các huyện chưa được công nhận huyện nông thôn mới khẩn trương rà soát, tập trung cao độ thực hiện các nội dung, bảo đảm hoàn thành 100% cấp huyện đạt nông thôn mới, Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới năm 2020. Đối với lĩnh vực công nghiệp xây dựng, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi thiết thực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường thu đầu tư, thành lập doanh nghiệp và đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng đang thực hiện, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện theo các bước để đầu tư xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp tại khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt, chuẩn bị mặt bằng để chủ động tiếp nhận làn sóng dịch chuyển nhà máy và công nghệ tiên tiến từ quốc gia phát triển đến đầu tư xây dựng nhà máy ở nước ta, trong đó có Hưng Yên. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thu chi ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, tăng cường đôn đốc thu, kiên quyết chống thất thu, nợ động thuế, chuyển giá, có biện pháp linh hoạt và hiệu quả để bảo đảm thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay, tăng cường các biện pháp quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển trong bối cảnh phòng ngừa COVID-19. Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chăm lo các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng, tổ chức hoạt động vui chơi, đề phòng tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp hè, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, bảo đảm các điều kiện cho năm học mới 2020-2021, thực hiện tốt y tế dự phòng, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động bảo trợ xã hội, quản lý chặt chẽ sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trong quy hoạch, kế hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khai thác cát trên sông Hồng và sông Luộc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bảo vệ môi trường ở đô thị, nông thôn và các khu vực có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2020, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Ân Thi có những chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, trong đó tổng đàn lợn đạt trên 41.000 con, tăng 5% so với cùng kỳ. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ phát triển khá, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thu ngân sách nhà nước đạt gần 200 tỷ đồng. Hiện nay huyện Ân Thi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu trong thời gian tới, huyện Ân Thi cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, song song với tập trung phát triển kinh tế xã hội, tăng cường chỉ đạo, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước và đầu tư xã hội, tiến hành rà soát việc xây dựng quy hoạch nguồn đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp huyện, cấp xã. Hội đồng Nhân dân huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, cụ thể hóa nhanh các nghị quyết của cấp ủy làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. Sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên dự buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở tại chi bộ thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Với chuyên đề nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp gắn với quảng bá xúc tiến thương mại và tiêu thụ nhãn quả cho nhân dân, các đồng chí đảng viên chi bộ thôn Lê Như Hổ thông tin bàn bạc về hiệu quả sản xuất nhãn của thôn. Theo đó, toàn thôn có trên 300 hộ trồng nhãn với diện tích 65 ha. Mỗi năm cho sản lượng gần 1.000 tấn quả, trong đó có gần 170 hộ trồng nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với trên 45 ha. Đảng viên thôn Lê Như Hổ bày tỏ mong muốn đề xuất với lãnh đạo thành phố Hưng Yên quan tâm hơn nữa tới đời sống của nhân dân, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi chăm sóc nhãn Việt Gáp, hỗ trợ nhà lạnh để bảo quản nhãn. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Huy Bình biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là đã tích cực chuyển đổi trồng và chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí mong muốn chi bộ thôn Lê Như Hổ, ngoài việc tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cần tích cực hơn nữa trong việc giúp đỡ các hộ dân tiêu thụ nhãn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng chăm sóc nhãn Việt Gáp theo đúng quy trình kỹ thuật. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phát hành cuốn sách Những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong thời kỳ chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954. Cuốn sách gồm hơn 300 trang, giới thiệu 19 trận đánh và 3 cách đánh có tính chất tiêu biểu của các đơn vị tham chiến, điển hình như trận phòng ngự trận địa tại Cầu Ghênh, huyện Văn Lâm, ngày 4 tháng 1 năm 1947. Đây là trận mở đầu cuộc chiến chống thực dân Pháp ở Hưng Yên, trận đánh giúp cho quân và dân trong tỉnh sớm nhận biết và khẳng định đội quân của Pháp không có gì đáng sợ. Trận diệt viện binh tại Từ Hồ ngày 23 tháng 9 năm 1947, một hình thức chiến thuật mới đẩy địch vào tình thế buộc phải lộ lực lượng ra ngoài công sự, tạo ra cơ hội để tổ chức phục kích diệt địch. Trận diệt căn cứ hậu phương của binh đoàn cơ động số 3 tại xã Yên Phú đêm mùng 10 tháng 5 năm 1953. Đây là trận đánh mà quân ta tiêu diệt một căn cứ binh đoàn cơ động chiến lược của địch. Cuốn sách là nguồn tư liệu quan trọng cho công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của các thế hệ quân và dân Hưng Yên hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khánh thành nhà lục xác là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi thư giãn sau giờ làm việc. Đây là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Những năm qua, huyện Khoái Châu được biết đến là địa phương có thế mạnh phát triển về xuất khẩu nhãn. Để sản phẩm nông sản có uy tín và chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước, điều kiện tiên quyết là chất lượng sản phẩm, sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, đang là hướng đi đúng, góp phần đưa nông sản nhãn Hưng Yên vươn xa. Với gần 3 mẫu nhãn quả, hơn 20 năm tuổi của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy hiện đang chuẩn bị cho thu hoạch. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giải phủ với các giống nhãn chất lượng cao như Biển Thiết, Siêu Nhãn Ngọt và giống T6. Vì thế, vườn nhãn của gia đình luôn bán được giá cao,
Năm 2020, gia đình chị ước thu 20 tấn quả. Đây chỉ là một trong 28 thành viên tham gia hợp tác xã liên kết thực hiện quy trình trồng chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Theo đó, công ty cổ phần Nhất Nam, chuỗi siêu thị Fivimac, siêu thị Cọp Mắc, Rồng Đỏ, Ánh Dương Sao, những nhà phân phối sản phẩm uy tín tại Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tiến tới tiêu thụ sản phẩm nhãn Hương Yên. Bà con chúng tôi đang hướng tới cái sản phẩm sạch, mà chúng tôi đã làm sản phẩm sạch rồi, hướng tới OCOP nữa. Cái thứ nhất là đảm bảo là sạch, an toàn, và chúng tôi đã đưa ra ngoài thị trường cũng rất là rộng. Thương lái của Trung Quốc hàng năm vẫn sang thu mua của chúng tôi, và chúng tôi đã đi giới thiệu sản phẩm, ví dụ như Bixi này, bán ở đây cũng nhiều này, và hội chợ nông sản của Hoàng Quốc Việt. Từ những các cái sản phẩm chúng tôi làm hàng sạch, hàng ngon, đủ chất lượng thì bà con cũng rất là ưa thích. Hợp tác xã nhãn Hàm Tử, huyện Khoái Châu có gần 300 hectare nhãn được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, nên việc tiêu thụ dễ dàng, bán được giá cao hơn từ 10 đến 20% so với đại trà. Đa số các vườn nhãn này được ưu tiên lựa chọn đưa vào hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn, thị trường đòi hỏi cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động này không chỉ làm thay đổi, nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn cho nông dân các vùng trồng nhãn lồng trọng điểm của Hưng Yên, mà còn là việc làm cần thiết để nâng tầm đưa trái nhãn đi xa hơn, hướng tới xuất khẩu. Mới đây, vùng nhãn Hàm Tử đã được Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng nhận OTAS nhằm phục vụ thị trường quốc tế. Chúng tôi sản xuất khoảng gần 100 hectare nhãn. Cái thị trường năm ngoái thì chúng tôi đang ưu tiên là cái thị trường trong nước và các cái sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để đưa vào các cái chuỗi siêu thị, các cái nhà hàng khách sạn trong nước. Toàn xã thì năm nay là được cấp 3 mã vùng cho trên 31,5 hectare. Khi mà đã được cấp mã vùng thì sản xuất đã được các cơ quan có chức năng công nhận là sản xuất theo tiêu chuẩn để hướng tới xuất khẩu ra thị trường khó tính như Mỹ hay Nhật, như các nước khác. Thị trường mà đạt được yêu cầu với cái chỉ số của người nông dân mà làm tốt về cái chất lượng nhãn thì tôi hy vọng năm nay sẽ là một trong những cái năm sẽ xuất khẩu được nhãn ra thị trường quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn OTAS sẽ giúp chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng cây ăn quả để quản lý và cấp giấy chứng nhận mã số vùng theo yêu cầu bắt buộc của các thị trường như Mỹ, Úc, châu Âu, Trung Quốc. Sản phẩm nông nghiệp an toàn thông qua việc ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn START đảm bảo tính minh bạch trong việc truy xuất và xác thực xuất xứ nguồn gốc hàng hóa bằng hệ thống thông tin quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về các điều kiện kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu. Huyện Khoái Châu có diện tích hơn 1.600 hectare nhãn chuẩn bị cho thu hoạch. Vụ nhãn năm nay, Khoái Châu ước đạt sản lượng 20.000 tấn. Tận dụng những vùng đất thấp trũng, người dân huyện Phù Cừ đã trồng sen vừa tốn ít công vừa mang lại hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay, người trồng sen đang bước vào vụ thu hoạch. Huyện Phù Cừ có hơn 20 hecta sen tập trung nhiều ở các xã Đình Cao, Nhật Quang, Tống Chân và Minh Tân. Sen được trồng chủ yếu ở các diện tích hồ đầm lớn và ruộng thấp trũng. Thời điểm này sen đang cho thu hoạch rộ. Hầu hết người dân thu hoạch sen đến đâu đều có thương lái đến tận nơi thu mua đến đó. Với giá bán từ 20 đến 25.000 đồng 10 bông hoa sen hoặc 10 bát sen non, từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg sen chè và 40 đến 45.000 đồng 1 kg sen già. Nhiều người dân còn kết hợp thả các giống cá trôi, mè, chép và chê lai tại các diện tích trồng sen. Một số hộ dân có diện tích sen lớn như bà Doãn Thị Lan ở Đình Cao hơn 10 hecta, ông Nguyễn Văn Vinh ở xã Nhật Quang hơn 4 hecta. Với các gia đình có diện tích sen lớn, mỗi năm cho thu lãi từ 100 đến 400 triệu đồng. Nhờ sự ổn định trong duy trì sản xuất công nghiệp trên địa bàn và thời tiết nắng nóng kéo dài, nên sản lượng điện trung bình 6 tháng đầu năm vẫn tăng trên 8% so với cùng kỳ, mặc cho ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong tháng 5 và tháng 6, sản lượng điện tăng cao chưa từng thấy, với mức tăng trung bình là trên 80 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, doanh thu toàn ngành đạt trên 2.400 tỷ đồng, đạt trên 92% kế hoạch. Việc giảm giá tiền điện 3 tháng, gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6, với gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng do dịch COVID-19 là con số không nhỏ kéo giảm doanh thu tiền điện của công ty. Số khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt trên 93%, tổn thất điện năng thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm 2019.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bệnh viện Phổi Hưng Yên tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh lao miễn phí tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện triển khai xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động tại các địa phương. Các bác sĩ đã tiến hành chụp phim X-quang bằng xe X-quang kỹ thuật số lưu động có độ phân giải hình ảnh cao, đảm bảo các yếu tố an toàn về môi trường, tia bức xạ. Đặc biệt, các phim chụp tại cơ sở nếu có vấn đề sẽ được kết nối trực tiếp với các bác sĩ tại bệnh viện để chẩn đoán. Ngoài ra, có hơn 50 người dân được tiến hành xét nghiệm lao bằng phương pháp GenSpec, một phương pháp xét nghiệm hiện đại cho độ chính xác rất cao, có chi phí lớn, khoảng 2,5 triệu đồng một ca. Tuy nhiên, tất cả các dịch vụ này đều được miễn phí. Dự kiến trong thời gian tới, chương trình sẽ triển khai tại các xã của 4 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ và Văn Lâm. Hiện nay, tỷ lệ nghi mắc lao trong cộng đồng từ 1 đến 1,5%, nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan. Hoạt động này cũng là nỗ lực của Hưng Yên trong việc thực hiện sàng lọc bệnh lao ở nước ta. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh trong mấy tháng gần đây tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, riêng tháng 5 và tháng 6, tỷ lệ nợ lên trên 3,2% tổng số phải thu. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh có hàng trăm đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền trên 160 tỷ đồng, tăng gần 115 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2019. Trong đó, riêng số tiền nợ từ tháng 6 trở lên là gần 73 tỷ đồng. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 khiến sản xuất kinh doanh sụt giảm. Trên 15.000 lao động tại các doanh nghiệp bị giảm giờ làm việc luân phiên, thậm chí nghỉ việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số doanh nghiệp dựa vào tình hình dịch bệnh COVID-19 để lấy cớ chậm đóng, chây ì nợ đọng bảo hiểm xã hội, khiến số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao. Cùng với việc tập trung rà soát danh sách các đơn vị sử dụng lao động, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của từng đơn vị để đôn đốc thu nợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác nhận và đề nghị cho 15 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất với gần 900 lao động với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng được dừng đóng. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi bố mất do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, mẹ mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Thế nhưng, bằng nghị lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, em Đàm Thị Trà Dương, lớp 7A1 trường trung học cơ sở Cương Chính, vẫn đạt được nhiều thành tích nổi bật, là đội viên tiêu biểu của huyện Tiên Lữ được tuyên dương tại Đại hội Tráng Ngoan Bắc Hồ tỉnh vừa qua. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ Trà Dương chịu khuất phục trước số phận. Em học cách tự lập, luôn cố gắng trau dồi bản thân, tham gia tích cực vào các phong trào của lớp của trường. Nhiều năm liền, em luôn đạt thành tích học tập nổi bật, đứng trong top đầu của lớp. Ngoài ra, em còn là một tuyên truyền viên xuất sắc của câu lạc bộ trẻ nòng cốt, truyền thông đến các bạn những kỹ năng sống, vệ sinh môi trường hay quyền và bảo vệ trẻ em. Cô học trò nhỏ bé này luôn nhận được sự quý mến khâm phục từ thầy cô và bạn bè. Em đặc biệt không chỉ về ngoại hình, về tính cách, về hoàn cảnh gia đình mà cả cái sự nỗ lực cố gắng trong học tập nữa. Em luôn là một học sinh gương mẫu và nhiệt tình tham gia vào tất cả các phong trào hoạt động của nhà trường, của liên đội phát động. Cái hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng mà em luôn lạc quan, cố gắng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Vì sức khỏe của bố mẹ đau yếu, không có khả năng lao động nên từ nhỏ ba chị em Dương được một tay ông bà nội chăm sóc. Là chị cả trong gia đình, em quán xuyến mọi việc trong nhà, từ dạy dỗ hai em học cho đến dọn dẹp cơm nước phụ giúp ông bà. Những tấm giấy khen chính là sự ghi nhận nỗ lực của Dương, cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng chinh phục ước mơ của mình. Bây giờ con sẽ học tập thật tốt và giúp đỡ ông bà để sau này cũng trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ, cho ông bà, cho mọi người. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của Đàm Thị Trà Dương đã giúp em đạt nhiều thành tích nổi bật, xứng đáng với danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ, là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.